Chào thầy. Ừ, chào em. Số 1. Thầy chú đi. Thầy ơi, thầy ơi, thầy. Thầy, thầy, thầy. Cái gì vậy, cái gì vậy? Thầy, thầy, thầy. Thầy, thầy, thầy. Thầy ơi. Để thầy ký cho, nhưng mà sau đó mọi người thầy vô lớp nha. Đừng ồn ào nữa. Cái gì vậy? Nè, cái chuyện gì đây? Tại sao tới giờ học không vô học, làm gì lòng vòng đây? Hả? À, ở đây là cái trường học, chứ không phải sân khấu. Làm gì mà đứng xin chữ ký vậy? Đi học cho thầy, lẹ lên. Dạ, chào thầy. Rồi sao chưa chịu vô học nữa? Cái gì đây? Thầy đi theo tôi. Bây giờ chuyện này giải quyết làm sao đây? Không lẽ cứ để như vậy hoài hay sao? Ở đây ai có cách nào giải quyết giùm tôi không? Có không? Thầy, nếu vậy thầy có cách nào để giải quyết không? Thầy Quyền à, làm hiệu trưởng hiệu phó như chúng mình đó thì còn không biết cách giải quyết như thế nào, làm sao mà Julian tính được chứ? Trong chuyện này tôi thấy thầy vậy chứ không đơn giản như vậy đâu. Thôi, tôi có cách rồi. Thấy chuyện này cũng đâu có gì phức tạp đâu. Bắt đầu kể từ ngày mai, khi mà thầy đi dạy đó, thầy đừng có ăn mặc lịch sự vậy nữa. Dạ, vậy là sao thầy? À, có nghĩa là, thầy ơi, thầy bước ra đây tôi nhờ chút. Dạ, chuyện gì vậy thầy? Đó, à, ngày mai thầy đi dạy thầy mặc đơn giản giống như thường vậy nè. Đó, mặc xuề xòa vậy đi. Rồi, coi như cuộc họp đến đây kết thúc. Wow, bây giờ là em hot nhất trường rồi đó nha. Dạ không có đâu chị, cũng chính vì cái chuyện này á mà em đau muốn nhức cái đầu luôn nè. Em chào cô, em chào thầy. À, hai đứa. Trời đó. Vô đây làm gì vậy? Dạ em muốn nói với thầy Julian á là lát xong thầy xuống chỗ uống rượu nữa nha thầy. Hả? Ờ được được được, để lát thầy xuống. Dạ hai đứa cứ về lớp đi. Dạ em đi không? Em gửi quà cho thầy. Thầy ơi thầy. Hả? Từ hôm nay á tụi em chính thức trở thành fan của thầy. Thầy dẫn quà cho em vui nha. Trời ơi. Cái gì nó vậy? Tôi cái gì vậy? Mấy đứa này làm cái gì đây? Đang giờ học rồi sao vô đây? Hả? À, vô phòng vô viên vậy? Đi về lớp học liền. Loạn là hâm mộ đồ, quà cáp đồ. Good, good, good. Good. Nên là từ giờ tụi mình bị cấm gặp thầy Julian rồi. Nếu mà sau này muốn gặp là phải tới hiệu trưởng, phải xin nữa. Ôi sao quá đáng quá vậy? Thầy quá đáng lắm luôn á. Quá đáng lắm luôn á. Tôi không thể nào chấp nhận cái chuyện như thế này được hết. Thầy nên biết đây là cái trường học chứ không phải là cái chợ chòm hổm. Mà hãy mỗi lần thầy đi tới đâu là y như họp chợ vậy đó. Đám học sinh nữ nó cứ bu cho thầy là sao? Dạ em xin lỗi thầy. Thầy la lối như vậy có giải quyết được chuyện gì đâu. Nữ sinh á thích thầy giáo đâu phải là chuyện hiếm đâu. Nhưng tôi là quyền hiệu trưởng, tôi không thể nào để cái chuyện này xảy ra như vậy được. À, dạ em cũng xin có ý kiến. Sao? Em thấy cái lỗi này đâu phải là của thầy Julian đâu. Ủa vậy lỗi của ai? Có lẽ của tôi. Bây giờ tôi không có nói nhiều. Nếu mà thầy vẫn để cái trường hợp này tiếp tục xảy ra thì nhà trường sẽ không tiếp tục hợp đồng với thầy đâu. Nếu mà tính đoán đi. À, mà tôi cũng thắc mắc, nếu mà thầy có nhiều fan hâm mộ vậy xong đi làm diễn viên đi, vô trường dạy chi? Đám học sinh nữ nó bu đen bu đỏ. Mình đặt fan hâm mộ đồ, quà cáp đồ, good good good. Liệu mà tính đó, làm sao làm, đừng để tình trạng này xảy ra nữa, nghe chưa? Dạ thầy. Chỉ là ba cái trò bóng rổ thôi mà. Dạ chị Hoa. Ô, em chưa về nữa hả? Ờ à, dạ chưa, em sắp sửa xuống đấu một trận với lại mấy đứa học sinh ở dưới. Chị có muốn chơi chung không? Thôi đi, không phải là chị không muốn chơi, nhưng mà ở nhà gọi chị về có công chuyện gấp. À dạ. Ơ mà nè. Dạ. Ít fan quá hả? Muốn thi đấu đặng gom thêm fan hả? Dạ chị đừng có ghẹo em nữa, thầy hiệu trưởng mà nghe là la em nữa đó. Em đừng có lo, thầy hiệu trưởng ai cũng biết hết á. Tánh của thầy nói vậy thôi chứ không có gì đâu. Thầy là khẩu xà tâm Phật đó. Dạ. Nè,
em về sau nha, chị đi thay đồ rồi về trước. Dạ. Bye. Dạ chị về trước. Một bóng rổ rồi quá. Ui, quá rồi. Thầy ơi, bị té rồi kìa. Thầy ơi, thầy cũng đau. Thầy hiểu sao được không? Thầy bị sao vậy? Như thầy bị trật chân á. Chết để em coi coi đây. Từ nhẹ. Từ. Chắc đôi giày nó cứng chân thầy đó. Để em tháo giày ra nha thầy. Ôi trời. Ê. Sau sự cố đó, những người hâm mộ thầy Chi Lan tự động giải tán, ngoại trừ một bạn học sinh nữ bị dưới mũi này. Nè, sao các bạn kỳ vậy? Thầy, thầy có sao không thầy? Thầy ơi, thầy có sao không thầy? Thầy ơi, sao nặng lắm thầy? Và thầy Gillian quyến rũ đã được các bạn học sinh nữ tặng cho một biệt danh, đó là thầy Gillian chân thú.